Đầu năm Tân Sửu, hai con giáp này may mắn từ năm trước sang năm nay, trời Phật chiếu cố, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được những điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học còn nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời, thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Xem tử vi của 12 con giáp, các nhà tử vi học cho thấy trong năm Tân Sửu 2021 sắp tới sẽ có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó, cũng có những con giáp gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là hai con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Thời điểm cuối năm Canh Tý cho đến đầu năm Tân Sửu, họ vô cùng may mắn. Đây có lẽ là khoảng thời gian vàng đối với hai con giáp này. Họ có cơ hội lượn ngược dòng nhờ hồng phúc, tề thiên, trời ban cho, cuộc sống theo đó mà đổi thay theo chiều hướng tích cực. Vậy hai con giáp may mắn này là hai con giáp nào? Họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm đầu năm Tân Sửu? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiện trên màn hình. Tuổi Dậu. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, tử vi 2021 nhận thấy đường công danh, sự nghiệp của tuổi Dậu trong khoảng đầu năm Tân Sửu đang có nhiều bước tiến đáng mong đợi. Nguyên lệnh lâm đất đế vượng, thời gian này vận quý nhân của bạn khởi vượng, làm gì cũng sẽ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà bản mệnh đề ra trong tháng này đều được đánh giá cao, có dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành, có nhiều lời khen ngợi bởi những suy nghĩ táo bạo, độc đáo của bản mệnh. Các khí lan tràn rất phù hợp cho việc tiến hành dự án hay kế hoạch mới. Khởi nghiệp cũng khá thích hợp, mọi việc hành thông trơn tru, hứa hẹn mang tới nhiều điều bất ngờ. Đầu xuôi đuôi lọt, ngay tháng đầu năm mà vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến. Như vậy, hứa hẹn vận trình cả năm sẽ vô cùng hanh thông. Thời điểm này, những chú gà càng chủ động bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đã đi trước để tích lũy thêm kinh nghiệm, tránh những sai sót không đáng có. Tuy nhiên, trong tháng có thiên hình, hung tinh tiềm ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, không thể không đề phòng. Mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung. Dường như những bước thăng tiến quá nhanh sẽ khiến quý gia chủ trở thành cái gai trong mắt kẻ lòng dạ hẹp hòi, thành mục tiêu để tiểu nhân quấy phá. Làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng hống hách, ngạo mạn quá mức mà mang họa vào thân. Những trở ngại ban đầu đó sẽ sớm qua nhanh, quý nhân sẽ để bạn thêm phần minh mẫn và tỉnh táo, cộng thêm năng lực và sự nhạy bén vốn có, con giáp này vẫn có thể xử lý mọi chuyện đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển, tuổi Dậu hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ghen ghét luôn rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc.
Xét về tử vi tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Dậu trong tháng Canh Dần duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại. Nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hớt tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Thêm nữa, tháng này kép tài chiếu mệnh nên tuổi Dậu càng khó giữ tiền trong tay, bản mệnh chi tiêu khá nhiều cho những kế hoạch đầu năm, có chuyện là không thể tránh, nhưng có chuyện hoàn toàn là do bạn quá thoáng tay, bản mệnh cần phải cân nhắc trước khi chi tiêu. Với những người làm kinh doanh, sự bình ổn hiện tại có thể coi là một sự thụt lùi. Điều này khiến mệnh chủ vô cùng đau đầu, muốn thay đổi tình trạng hiện tại nhanh chóng để không bị rớt đầu năm. Song bạn đừng vì tham lam, bởi vì thứ tài không có thì muốn gặp may về tiền bạc cũng khó. Càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều. Tháng có nhiều hung tinh hao tài như xuất hiện tháng này, chỉ cầu ổn định là may, không cầu mong đại phát đại lợi. Bạn tốt nhất nên tránh các hạng mục đầu tư mạo hiểm, tránh bất trắc xảy ra, có tiền tích lũy, đợi thời cơ trở mình sẽ tốt hơn. Xem phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng đông bắc, gặp cửu tử chủ may mắn, cát lành. Đây được coi là phương vị vượng tài khí, cát khí. Tại đây, bạn có thể đặt biểu tượng các ba chân ngậm tiền để dễ dàng thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà, công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Muốn kích vượng vận tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tân kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân, ganh ghét, luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chia tài lộc cho bạn. Đồng thời khi mang pháp khí, sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp. Việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. 2. Tuổi Hợi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Trong tháng Canh Dần, mở đầu năm Tân Sửu 2021, tiến trình sự nghiệp của những người tuổi Hợi có những bước đi lên đáng kể. Mọi vai diễn ra suôn sẻ. Điều này tạo ra động lực rất lớn để các bản mệnh luôn luôn phấn đấu. Tháng này, mệnh chủ được cục diện nhị hợp che chở, điềm báo rất vượng vận kỳ nhân, làm công việc lớn nhỏ gì đều có sự trợ giúp, nên mọi việc tiến triển khá suôn sẻ, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính bạn. Ngay từ đầu mà công việc đã đi đúng quỹ đạo mong muốn, đầu xuôi đuôi lọt, hứa hẹn cả năm cũng sẽ rất thuận lợi. Đây quả là tin mừng mà tuổi Hợi luôn mong mỏi. Mặc dù tháng 1 đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh, không muốn động do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng với người tuổi Hợi, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Nhờ sự xông xáo của mình, công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất, ý tưởng, phương thức làm mới, thay đổi tư duy và cách làm việc. Chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Con giáp này biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà lựa mình, sinh hoạt, linh hoạt, thay đổi để không đánh mất bản sắc mà vẫn gây được sự chú ý nhất định. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ dám làm sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhớ là đừng lúc nào cũng chỉ chọn việc mình thích để làm, như vậy chẳng khác nào bạn đang tự giới hạn bản thân. Hãy thử thách khả năng của mình nhiều hơn để xem bạn có thể tiến xa tới đâu, bứt phá khỏi giới hạn an toàn và bạn sẽ đạt được những thành quả rất đáng tự hào. Vậy nên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Hợi về tài lộc, chẳng những công việc mà phương diện tài chính của con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui trong tháng. Cả chính tài và thứ tài đều khả quan. Nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước. Các nguồn thu trong tháng khá dồi dào, đến từ nhiều nguồn chứ không phải chỉ từ công việc chính. Tháng này thích hợp cho đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất. Khi nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện, đặc biệt là bạn sẽ có quý nhân ở bên trợ giúp. Nhờ thế mà chuyện làm ăn thuận lợi, suôn sẻ. Cùng đà phát triển này, bản mệnh có thể thực hiện kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Trong quá trình thực hiện, có thể không tránh khỏi được những sai sót, trục trặc,
nhưng bản mệnh luôn nhanh trí xử lý, lại thêm một cát tinh vây quanh, cuối cùng đời sẽ vào đó đạt kết quả mãn nguyện. Là tài khí tương đương với vượng, nhưng nếu không có kế hoạch tài chính, rõ ràng nguy cơ hao tài vẫn luôn rình rập ở quan sát này. Đây là khi tháng đầu năm bản mệnh sẽ phải bỏ tiền túi cho những khoản chi tiêu không thể tránh. Do đó, bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cố gắng tích lũy cho tương lai thì không có gì phải lo lắng. Phi tinh, tháng này nhận thấy có bát bạch chủ tài tinh nhập cung Đông Bắc. Bạn nên đặt biểu tượng rồng phong thủy ở hướng này của phòng khách. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng hóa giải sát khí, lại thúc vượng tài. Lệnh thúc vượng tài khí rất có lợi cho người kinh doanh, buôn bán. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đải thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh bạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cắt lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân. Thứ ba, về mặt tình duyên. Tử vi 2021 nhận thấy phương diện tình cảm của người tuổi Hợi trong tháng đầu xuân năm mới có nhiều bước chuyển. Biến số tích cực, sao Thái Âm phù trợ nhân duyên giúp bạn đón nhiều tin vui về tình cảm, đặc biệt là nữ mệnh. Bản mệnh tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Với những người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, đây là dịp tốt để gác lại quá khứ, mở rộng trái tim, đón nhận tình cảm mới. Lương duyên có thể đến từ việc tình cờ gặp gỡ hoặc qua giới thiệu mai mối. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên mở lòng để đón nhận, sẽ có những trải nghiệm thực sự thú vị trong đời. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái, chỉ cần giữa hai có sự cảm thông và chia sẻ, nghỉ việc cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Tháng này, sao thất bạch chủ đào hoa bay vào cung chính Bắc. Nếu ở vị trí này trong ngôi nhà đang có vận lớn án ngữ, cần dịch chuyển càng sớm càng tốt, tránh tích tụ nguồn năng lượng, xua tan được tà ma, khiến tình duyên và gia đạo trục trặc, rối ren. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!